Xin chào anh em, sau đây là mình giới thiệu cho anh em cái bản game Công Thành Xưng Đế, phi cho anh em VIP 9 và rất là nhiều phần quà siêu to khổng lồ trong sự kiện event. Thì sau đây là mình sẽ vào cái tài khoản của mình nha anh em ơi, chỉ cần bấm vào đây thôi. Anh em tải về bấm vào đây là tự động là nó liên kết tài khoản cho anh em. Và trong này thì nó có một cái server S22 này, thì sắp sửa ra thêm server S23 rồi anh em ơi, để cho anh em vào chiến cái phiên bản Công Thành Xưng Đế này, thì nó phi cho anh em cái một event siêu to khổng lồ luôn, và phi mạng rất là nhiều luôn. Đấy, anh em dịch cái kết nối mạng là thì anh em sẽ bấm vào lại cho mình nhé. Thi thoảng vào thì nó cũng những cái hiện tượng xảy ra, anh em sẽ bấm vào lên lại. Đó, như vậy là mình đã tiến hành là mình vào được game rồi anh em ạ. Thì anh em có thể nhìn thấy trong cái phiên bản này thì ngay như mới đầu anh em vào chiến thì ngay nhiệm vụ đầu tiên thì nó đã phi cho anh em 3.500 triệu kim nguyên bảo anh em ạ, 3.500 triệu kim nguyên bảo đây, tương đương với lại rất là nhiều đây. Và sau khi mình làm xong cái nhiệm vụ chính tuyến thì mình kiểm tra hộp thư thì có rất là nhiều phần quà rất là hot cho anh em này. Đó là khi mình làm những cái nhiệm vụ đấy xong rồi thì mình không phải làm lại nữa, cũng sẽ không mất cái thời gian hướng dẫn nữa anh em ạ. Thì đầu tiên anh đang sư này, chữ rất to đọc rất dễ anh em. Thứ hai là được 220.000 KSP và một cái lệnh tướng đỏ cấp 100, Triệu Vân là, và một Tào Nhân hai tướng. Triệu Vân thì của nước Thục, còn Tào Nhân là của nước Ngụy anh em. Đó, sau khi mình nhận Triệu Vân này và Tào Nhân này thì mình được tặng phi thêm là 4.700 k kim nguyên bảo nữa đấy. Còn 9.500 lệnh đột phá nữa là mình nó cấp tướng anh em ơi. Đấy, sau khi mình nhận xong rồi thì mình hiện tại vẫn đang level 4 và mình sẽ phải làm nhiệm vụ này cho nó lên level này. Đấy, lên level này. Sau đây là mình lên level rồi mình vào đội ngũ, mình sẽ hướng dẫn anh em. Thứ nhất là xương lương thì anh em sẽ cho sách vào cho nó dùng này. Đấy, sau đó là nó sẽ hướng dẫn anh em này cách cường hóa lên này, thì anh em sẽ bấm tự động thêm này, sẽ thêm cho hai cái bảo vật cùng bắp này vào và anh em bấm cường hóa nhé. Đấy. Đấy, thì anh em lên thẳng lên vào 16 này, nó phi cho anh em rất là nhiều, thì anh em đột phát là anh em sẽ lên, nó sẽ lên dần dần, không phải nó lên ngay một phát như vậy. Bây giờ mình sẽ bấm vào mục chinh chiến này để tìm mà các cái đồ này. Đó, đầu chiến đấu. Đó. Do cái bộ tướng của mình đánh khá là yếu nên là mình thuộc thể loại lên đánh theo lượt, đánh theo từng lượt một anh em nhé. Nhưng mà chơi thì lại rất là hấp dẫn. Mình sẽ mở lò khoa ký này. Trong lò khoa ký này anh em sẽ bấm vào một cường hóa này, sau đó anh em sẽ cường hóa theo cái điểm cường hóa này. Mình có một điểm, mình sẽ tăng cấp một điểm vào đây. Thì tăng cấp thì nó thêm cho anh em công này, củ nó các thứ. Anh em muốn nhận điểm lồng qua kỹ thì anh em sẽ đi hóa truyền quyết này. Đấy, để lấy cái điểm đấy là áp này, hoặc là anh em mở tế đạt này.
bấm vào tế đàn này, sau đó anh em sẽ lấy tự này. Đấy, do là mình không biết tự chủ nào được thực tế tự nhiều lần. Đấy, sau đó là anh em đi cái có bản này để anh em lấy mảnh kiếm và anh em đặt vào kiếm này cho tướng dùng để cho nó lên lên được chiến cho anh em nhé. Hiện tại là mình chưa có con tướng nào, tí nữa mình sẽ xem, mình sẽ trải nghiệm thêm cái sự kiện siêu to khổng lồ để cho anh em xem và chưa còn game này mình đã giới thiệu rồi. Xem trưởng của con tướng, các con tướng này, đây là những con tướng từ bắc thì trưởng nó yếu thôi, còn con được mạnh lắm, mình muốn lâng con tướng đột phá con tướng lên thì nó khỏe hơn. Đánh nhau rất là mất thời gian luôn, do con tướng nó yếu quá đánh nhau nó mất thời gian. Đây rồi, tất sát đi mày. Đâu chết, khỏe quá. Đánh này thì đến tối cũng xong rồi. Mình sẽ tăng thời gian đánh con tướng này đây. Còn kia nó được vừa phá cái thì nó mạnh hơn bao nhiêu. Đây cái con dưới này nó được vừa phá thì nó mạnh hơn được bao nhiêu luôn. Rồi ok thắng rồi. Đấy mình đã được thanh kiếm này anh em ơi. Đây bây giờ là có thanh kiếm sẽ ghép vào anh em ơi. Từ kiếm trắng sẽ lên được kiếm xanh, sau này lên kiếm đỏ rồi được thần kiếm cùng các thể loại anh em sẽ phải đi cái mặt đấy để nó đại diện này. Đây là điện trang bị này, nó bấm vào điện trang bị mình lên thẳng 85 cấp rồi anh em ơi, vẫn tiếp tục lên này. Và vẫn còn phải làm thêm đó là trong điện trang bị này. Thì anh em sẽ mở thêm tượng thương thành này. Đấy, sẽ mua những các cái mảnh và ở trong này nữa. Đấy, mọi người mua cái này. Cái này đã xong, nó cũng hết hướng dẫn rồi. Mình sẽ vào thêm hộp thư để xem có những gì nhắc nhở nhiệm vụ quốc gia. Mình sẽ mở vào lúc 12:30 đến 20 giờ mỗi ngày. Bây giờ là mình sẽ show cho anh em một số sự kiện siêu to khổng lồ nhé. Đó là một điểm danh thì ban đầu điểm danh thì sẽ được 1.000.000 này, 1.000.000. Đấy, mỗi ngày điểm danh thì anh em thêm 1.000.000. Và mỗi ngày thì quay nạp này thì anh em có thể rút thưởng vòng quay nạp, nhưng mà phần thưởng thì mình không được giá trị lắm, anh em có thể tích tiểu thành đại trong cái vòng quay nạp này. Chiếm thành lấy tướng phi thì chiếm 50 thành trì thì anh em sẽ được Chu Du Hồng này, Nữ Bố Hồng này, Quan Vũ Hồng và Điền Vi Hồng. Chiếm 80 thành trì thì anh em sẽ được 10 truyền kỳ Hiên Viên Kiếm này, 10 truyền kỳ Hòa Thị Bích và 6.000 mảnh mảnh Nữ Bố Hồng mảnh nhỏ và 6.000 mảnh Hồng Quan Vũ nhỏ. Thì anh em phải có Nữ Bố này, Quan Vũ này, Nữ Bố này,
Quan Vũ thì anh em mới sử dụng được cái mảnh này để đột phá nó lên nhé. Anh em không có tướng thì anh em sẽ không thể nào mà dùng mảnh này để ghép tướng được. Đấy, nhiều người không biết thì cứ nghĩ là cái mảnh này vì sao lại không ghép được tướng. Anh em phải có tướng thì anh em mới ghép được, anh em mới đột phá bằng cái mảnh này, mới tốn cái mảnh này nhé. Đấy, chiếm đóng 90 thành trì thì sẽ được chọn 4/4, con này là chiến thần Diệu Vân xanh này, Tuyệt Sắc Điêu Thuyền này, 90 thành trì nhé, Bá Vương Tôn Sách này, và lệnh đột phá là 30.000 cái. Và anh em đấy, như vậy là fan thần tướng của anh em là 3 con tướng xanh rồi nhé. Hòa Lạp Cực Vui này, chiếm đóng 50 thành trì, chiếm đóng 70 thành trì thì anh em sẽ được mảnh Triệu Vân này. Và mảnh Điêu Thuyền thì đã dùng để đột phá nhé, mảnh Tôn Sách và mảnh Tà Từ. Đấy, nạp tích lũy 90.000 thì đây mình nạp, mình được nhận một cái tích lũy 90.000 này rồi, thì trên 110.000 thì mình sẽ được Long Hổ Mã Siêu này, mình sẽ được Thánh Tiễn Hoàng Trung này, Mã Siêu này, Hoàng Trung này, ngon quá mình sẽ nhận luôn này. Năm thì được chọn một anh em vãi cứt, mình tưởng được cả cái đám này cơ. Rồi mình sẽ chọn Hoàng Trung nhé. Rồi ok, mình nhận Hoàng Trung. Đây anh em phải đọc kỹ trước khi nhận nhé, tránh cái việc là chọn nhầm ra mảnh là anh em khỏi chơi luôn, mất cả cái thú vị của nó. Rồi anh em cái này thì hết mất cái phần quà ngon rồi, thì bây giờ thì anh em phải nạp tiếp tí, mình chưa biết được cái tỷ lệ lạc nó là bao nhiêu. Rất là nhiều mảnh anh em đột phá này, úp 150 level thì úp level 110, cái này mình để nhận sau nhé. 40.000 mảnh bây giờ mình sẽ và trong cái đội hình chiến chiến của mình đấy. Đấy, mình sẽ nắp cái Hoàng Trung vào đây anh em ạ. Đó, bây giờ là mình sẽ mình nắp được Hoàng Trung rồi thì mình sẽ vào trong cái mục Hoàng Trung này và mình đột phá. Đấy, nhiều game khác thì anh em phải bây giờ anh em phải up level cho Hoàng Trung lên này. Up cho tướng Hoàng Trung lên nhé. Rồi anh em sẽ bấm vào đột phá tướng này. Đó. Mỗi lần anh em đột phá tướng thì nó sẽ dần dần nó tăng lên nha. Cái liên toàn trận này lên này. Đây này. Tôi đi là ra trận chiến tướng là có thể là rồi mình sẽ bấm vào đột phá này. Đó, mình đột phá này. Rồi, nó bắt mình phải dùng 15 mảnh Thánh Tướng Hoàng Trung mảnh nhỏ đấy anh em ơi. Bây giờ là phải kiếm được cái mảnh đó. Đây, trong mục thức tỉnh này thì anh em sẽ sử dụng kỹ năng hiện tại này. Thì nó sẽ biến thành nộ hỏa tiến oanh kích này. Và vật liệu thức tỉnh thì cần thần tướng thần hồng này thì sẽ kích hoạt được từ cái kỹ năng màu trắng lên kỹ năng màu cam này.
Đó, bây giờ là làm sao mà anh em có thể là biết được ra trận như thế nào thì anh em sẽ bấm vào mục thế giới cho mình nhé. Đây, mình đang ở Ngô thì mình sẽ mấy cái này thì anh em không quan tâm đến làm gì nhiều nhé. Đây là nó đang đánh nhau rồi. Mình lại bị nó lại tự nhiên nó bấm ra cái hình này luôn này. Đấy, cái này anh em sẽ được nhận phi này, 1 triệu vân này, 20 lệnh đột phá này. Rồi nó hiện ra cái này mình sẽ tắt đi nhá. Mình vào lại anh em ơi. Đấy, nó có trang nạp tiền và ấy là dưới phần mô tả này anh em ơi. Đấy, anh em sẽ bị cái tình trạng này xảy ra và anh em sẽ kết nối lại cho mình nhé. Rồi, anh em muốn xuất trận được như thế nào thì hiện tại mình đang đứng ở đây này. Bây giờ mình muốn đánh thì mình sẽ phải đây, nước Ngô rất là rộng luôn. Bây giờ mình phải muốn đánh thì anh em sẽ phải làm nhiệm vụ phá tan cản trở này ra để cho nó vén hết cái màng sương mù này ra thì anh em mới có thể là đánh được. Đấy, mình xài Thánh Tiễn Hoàng Trung này bắn rất là trường kinh nhỉ. Lúc trước đều bị dành bao nhiêu tâm tâm sức để có thể là thu phục được Hoàng Trung. Mình sẽ bấm vào mình chạy ra để mình xuất chiến mình đánh này anh em ơi. Đấy, chạy từ từ đây xong chạy ngược lên đây đi qua cái thành này. Ui, thì mình đánh luôn thành ở đây đi, nó gần này không đánh thì đi xa mình nó khổ. Ngay thành rồi, bắt đầu anh em sẽ vào xuất quân vào. Anh em đánh xong một trận này thì nó sẽ tính cho anh em một một lần ra trận nhé, một lần ra trận trong event sẽ tính cho anh em một lần ra trận này. Không bắn được hết cả cái đám này luôn, mình thấy hơi là phí. Đấy, như vậy là mình đã đánh xong được 2 đội rồi, bây giờ đội thứ ba. Đấy, hiện tại là Hoàng Trung mới ở cái mức độ đột phá rất là thấp thôi, nhưng mà một mình có thể cân 3 team luôn và đã chiếm được một cái thành của Ngụy rồi. Đấy, chiếm được thành của Ngụy về tay Ngô rồi anh em ơi. Đấy, bây giờ nó ghi là chữ Ngô này. Đấy, anh em có thể là vào tiếp sự kiện này để xem nhé. Đấy, anh em có thể vào trong sự kiện này để anh em xem này. Vì sao mà đấy. Đăng nhập có quà này. Được mảnh nhỏ Quan Vũ này 200k và 1.000 mảnh này này.
nữ bố này, nạp tích lũy 70.000 thì được nữ bố này, nữ bố xanh luôn anh em ơi. Đấy, anh em có thể là chọn cho mình một cái gì đó ở trong cái này nhé. Thì mình sẽ chọn là thần tướng thần hồn này đi. Sau đó anh em sẽ vào trong con mình cái tướng Hoàng Trung của anh em này. Đấy, anh em vào tướng Hoàng Trung của anh em này. Sau đó anh em sẽ bấm vào mục thức tỉnh cho mình nhé. Đấy, thì anh em sẽ thức tỉnh thì từ hỏa tiễn oanh kích sẽ lên nộ hỏa tiễn oanh kích. Thì tấn công đơn thể là 100% chuẩn bỏ qua thủ và hộ giáp này. Tối đa cộng dồn 5 lần. Đấy, nó sẽ tăng sát thương cho cái con này lên. Thì thôi mình không dùng đến nữa. Mình để dành anh em ơi, để dành sau này úp cho tướng khác. Rồi. Mình sẽ tiếp tục úp top từ 110 này sẽ lên là tiếp nhé. Rồi mình sẽ bấm vào mình nhận luôn. Đấy, mình lên thẳng 184 anh em ơi. Đấy, quà thì cái này thì mình cũng chưa hiểu lắm. Thì anh em nào hiểu thì cho mình xin ở dưới phần comment nhá. Đăng nhập có quà này, được bố này, bảo vật vô song này, lật thẻ bài này, 1 năm farm này, chiếm 1.000 thành trì. Thì mình đã chiếm được 1 thành trì, vừa lại mình xuất trận mình đánh được 1 thành trì nhá. Chiếm 1.000 thành trì này thì anh em sẽ được thánh tiễn mảnh nhỏ Hoàng Trung này, mảnh mã siêu này, pass play này. Chiếm 500 thành trì thì anh em được trúc dung mảnh nhỏ, trúc dung này là lệnh đột phá. Cái mảnh này nó khác với lại tướng nhé. Tướng thì nó anh em có tướng thì anh em mới sử dụng được mảnh nhé, không có tướng không sử dụng được mảnh đâu. Đấy, tam cúc chiến giành thắng chiến thắng 1 lần này, 3 lần, 5 lần này, 6 lần này, 8 lần này. Thì mảnh hồng nữ bố này treo thưởng này, nhiệm vụ quốc gia này là cái thứ quà mà hay nhất đấy anh em ơi. Đấy, vô song thái tử mảnh này, toàn quân chiến đấu ra trận 200 lần, đổi quà hoạt động này, sự kiện công thành mình chiếm được 1 thành rồi anh em ơi. Chiếm đóng 200 thành thì được mảnh nhỏ hồng nữ bố, nhưng mà không có tướng anh em ơi. Mình cũng chưa hiểu tướng là kiếm nào. Ra quân 100 lần. Mấy cái này, cái quốc này, hạ địch này. Đấy, hạ 10.000 quân địch thì bây giờ hiện tại mình hạ được 5.560k quân địch trên 10m. Đây, cái này thì cũng rất là phù hợp với cái con tướng Hoàng Trung của mình đây. Cùng vượt qua Covid, anh em chiếm đóng 9 thành thành trì thì sẽ được phần thưởng như này anh em ơi. Nói chung là đa số là nó cho mảnh nhiều. Thăng cấp nhận quà này, tăng lên 200. Lên được 200 thì được Triệu Vân, tướng Hồng, tướng Phi, phang cứng này. Rồi, đấy, rất là nhiều phần thưởng siêu to khổng lồ. Thì bây giờ mình tiếp tục tiến đánh nhé. Mình đánh cái thành này rồi nhưng mà mình không được nghỉ ngơi đâu. Khi nào chết thì lại phải về lại từ đầu anh em.
chắc là mình đi được hai lượt mình đánh thì xong rồi lại phải về anh em ơi. Chiếm được 5 hợp phì anh em ơi. Mình lại co do chạy lại ra từ đầu. Thục thời chùa này. Đấy, bây giờ mình lại tiếp tục đi đánh tiếp đi thành khác. Đấy, mình sẽ chạy vòng lên đường này. Và mình sẽ tập trung đánh ở trên này nhé. Đấy, anh em vào một cái là công thành, vào một cái là đánh nhau vào xưng đế thôi. À, man này mình đánh bách tộc man Việt nhé, không đánh được. Đây mình đánh mình thục ấy. Hồi nãy đánh mình rồi, bây giờ đánh thục này, không biết là cái thành này còn chiếm không. Thành Bà Dương này, có thành Sâm Huyền, Võ Xương, Tuy Lăng, Ngô Giang Hạng đang bị đánh nhau rất là khủng khiếp ở đằng này, đang trận này. Mình chỉ dựa dẫm vào Thánh Tiến Hoàng Trung thôi. Rồi nó mạnh ghê. Ui đánh đau phết anh em ơi. Mình Hoàng Trung chống trả đánh nó đánh đau phết. Ôi trời, mày bắn một mục tiêu nhưng mà nó không đi trượt này, ít trượt này. Rồi mình đã chiếm được một thành nữa rồi anh em ơi. Đấy anh em cứ ngồi công thành thôi, đi công thành. Đó mình chiếm được Võ Xương rồi. Mình có thể tiếp tục sang chiếm tiếp Bà Dương và những cái thành ngoài này. Nói chung là anh em phải mở vén màng mây mù này ra. Đấy, bây giờ mình hạ được 1.000k địch rồi. Nhánh xuất kích 8 lần này. Đây, mình sẽ vào thêm mấy cái mục này. Mấy cái này thì chưa biết là xử lý nó như thế nào. Thứ đồ mình làm xem thứ đồ nhé. Đấy, mảnh này mình có ghép được con vũ vào cái mảnh này không, hình như là không ghép được anh em ơi. Giờ mình thiếu rất là nhiều mảnh Thánh Tiến Hoàng Trung này, là ép lên cộng 3 và cộng 4 cộng 5 thì anh em có thể xem là đột phá của nó như thế nào này. Đột phá cộng 4 kích hoạt cái tấn công đánh địch này, 100% binh pháp phòng ngự miễn thương. Đột phá kích hoạt 5 là binh khí này công kích tăng 20% này. Đột phá cộng 6 kích hoạt này bạo kích tăng sát thương 15% liên tục 2 hiệp này. Đột phá 7 này, phòng ngự tăng lên này. Đột phá 8 là binh được tăng lên 30%. Đột phá 9 cũng tăng thần, tăng tướng thần thục, tăng kỹ năng tướng. Đấy, nó đột phá đến tận anh em đột phá cái con tướng này đến tận rất là nhiều luôn. Đấy, đột phá 88 này, binh được tăng 1.500.000 điểm. Đột phá 89 là full này, tăng sát thương 37%. Đấy anh em thấy không, nó rất là cần rất là nhiều cái mảnh này đột phá tướng, cho nên là không lúc nào không đủ cả. Còn có cái nguyên bảo rồi thì anh em ơi, này là vào trong mục cái nguyên bảo rất quan trọng và anh em cũng phải làm những cái nhiệm vụ này thì nó sẽ có nút cho anh em rất là nhiều thứ này. Trong cái nhiệm vụ này thì đầu tiên anh em sẽ nhận được 30 mảnh thương phi và 50.000 kim bảo lệnh tướng đỏ này.
Đó. Ở những cái phiên bản khác thì nó sẽ cho anh em Kim Nguyên Bảo vào chính ở cái này thôi. Đó, anh em thấy không? Mình được 15 mảnh rồi. À, 10 mảnh mã Hoàng Trung rồi. Đây, anh em muốn biết là Kim Nguyên Bảo dùng để làm vào việc gì thì anh em bấm vào cho mình cái mục ra trận này, anh em bấm vào đây. Sau đó là anh em bấm vào đây, anh em mua cái này phải mất Kim Nguyên Bảo anh em ơi. Đấy, như vậy là mất Kim Nguyên Bảo này anh em. Anh em sẽ bấm vào đây để tăng cấp cho tướng lên nhanh này. Đấy, đột phá này, cung mệnh này, nhất nhị đổi này, lục nhất nhị tam tứ. Đấy, trang bị của Hoàng Trung này. Đấy, anh em bấm vào đây và chọn sách trên trận này. Đấy, cho Hoàng Trung xài cái này trước này anh em ơi. Cái này nó tăng lên cho 6% né hộ giáp cộng 6,2 này. Đấy, anh em có thể cường hóa cái này lên này, tự động thêm đó, cường hóa. Đấy, tăng lên 1 này, tăng thêm binh này, trao đổi này, tinh luyện này, anh em có thể tinh luyện bảo vật này, ví dụ bậc 1 thì kích hoạt phụ trợ võ lẻ cộng 11% này, và mình tăng lên bậc 2 này, bậc 3 này, bậc 6 thì kích hoạt hộ giáp được 6,2% anh em. Đấy, đến đây thì phải cần chọn bảo vật tiêu hao. Đấy, anh em muốn có bảo vật thì anh em có thể đi vào tế tự ở trong đại điện của mình nhé. Đấy, anh em vào trong cái mục đại điện này, sau đó anh em sẽ tìm cho mình cái mục thiên mệnh là đàm này, rất là nhiều cái là mình chưa mở ra hết này anh em ơi. Trường Chiến Xa này, Quái Hoài Đoài Sơn này, đài này chưa mở này, đầu qua kỹ này. Đấy, anh em muốn trong điểm qua kỹ anh em phải có địa điểm này. Cái hình răng cưa này anh em nâng mỗi cái nó sẽ nâng cho anh em kích hoạt cường hóa công này. Đấy, nói chung là game này cũng không phải là game dễ, anh em phải học hỏi rất là nhiều thì mới chơi được cái game này. Nó không đơn giản là như khi anh em đã chơi game này rồi thì anh em sẽ cảm thấy nó rất là hay. Rồi, video của mình cũng xin kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.